Vâng, bây giờ là xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với màn biểu diễn võ thuật cung phu đệ tử truyền nhân của Lý Tiểu Long, Lý Cường Nguyễn. Cường Nguyễn hôm nay lại múa cho chúng ta một bài quyền có tên là bồng sen. Cường Nguyễn đang múa cơ tuyệt kỹ Thái Cực Kiếm, đệ tử của Dương Quá trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp bay vút lên trời. Thanh kiếm anh cầm có trọng lượng là 17,992 kg. Anh rất khỏe. Có một lần bị rắn độc cắn nên là anh được một vị thần điêu đại hiệp, một vị chim ưng to nhất thế giới cứu. Thế là chim ưng to nhất thế giới đã đưa anh đến một hang động, và trong khi đó chim ưng đã dạy anh cách múa kiếm, và anh đã nhặt được một cây tân ỷ thiên đồ long ký. Tân ỷ thiên đồ long ký là một cây kiếm nặng nhất hành tinh, không gì nặng bằng. Thanh tân ỷ thiên đồ long ký được làm từ từ thanh dương buộc lại. Tôi nhầm xà nhà. Được làm từ xà nhà buộc lại đã làm nên một thanh tân ỷ thiên đồ long ký, được cái vị chim mưng thần yêu đại hiệp mổ có chu. Thế là nó thành lỗ rỗ, thế là anh đã niệm lại với nhau thành một thanh tân ỷ thiên đồ long. Võ sư Cường Nguyễn chúng ta, tân ỷ thiên đồ long ký có sức mạnh vượt trội, anh đánh xuống sông là tất cả cá trên sông đều chết hết. Anh đánh vào cây thì cây chết. Anh múa cách xa 30 mét cũng có gió bay vù vù. Nó đẳng cấp cho võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Anh đã quá nổi tiếng với ỷ thiên đồ long ký, ỷ thiên kỳ long đố. Rất nhiều fan hâm mộ của anh, như quý vị đã biết là như trẻ Châu, Bùng và Quang đều thích Cường Nguyễn. Thanh kiếm của anh thì chắc các bạn cũng đã biết là làm từ xà nhà. Trọng lượng lớn nhất thế giới. Chưa ai bằng anh. Quá đẳng cấp. Một vị võ sư của chúng ta. Nếu mà các bạn có thích gì thì liên hệ với anh Cường con bố Trường. anh sinh ra trong một gia đình gia giáo và yêu thích võ thuật. Bố anh là trước cũng đã từng là một võ sư cao cấp nổi tiếng thế giới. Thật là đẳng cấp cho trình đẳng cấp của anh. Chúng tôi phải bái anh làm sư tổ của các sư tổ. Sư tổ cụ của các cụ. Sư tổ cụ chúng ta, ôi là sư tổ cụ cười rất là đẹp. Chủ yếu là quay độ đẹp trai của sư tổ cụ là chính. Đúng không sư tổ cụ? Sư tổ cụ Cường Nguyễn. Là người nổi tiếng và là fan hâm mộ của rất nhiều các em trẻ thơ trên Facebook. Rất nhiều tôi không thể nói đến. Wow! Anh cứ phát mà gió thổi cuồng phong bay tứ tung. Wow, lại là một cú người vòng cung của anh. Đã khiến cây cột mà đã rung như kiểu bão số 5. Wow, bão số 5 đã mới ập về. Như anh chính là người hùng mà anh đã dùng sức mạnh của anh để cản cho bão số 5 của chúng ta không về đây nữa. Anh chính là một người hùng. Cường Nguyễn chính là một người hùng. Lại là một cú đánh hình nộm của anh. Wow, cái mông của anh rất căng. Không, cú đánh của anh rất căng, tôi nhầm. Thân hình trái mũi vào ngực 90. Wow, cái mông. Dáng thể thao chiều cao. Rất nhiều cô gái ao ước cái mông của anh. Wow, ôi đây là một nghệ thuật đấy. Anh dùng chiêu xà quyền của anh. Dù đối phương là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ tuyển Việt Nam hãy cố lên và ghi bàn chiến thắng.
Hey ho, cho dù hôm nay còn yêu đuối nhưng trong lòng ta vẫn vững tin, tin một ngày mai sáng tươi. Đường đời dù gian khó, hãy vui lên hơi bạn, nắm tay chắc trong tay, ta sẽ chỉ hiểm nghèo. Hey ho, hey ho, hey ho, cho dù hôm nay còn yêu đuối nhưng trong lòng ta vẫn vững tin, tin một ngày mai sáng tươi. Đường đời dù gian khó, hãy vui lên hơi bạn, nắm tay chắc trong tay, ta sẽ chỉ mèo. Hey ho, hey ho, Oze come on, Oze, Oze come on, xin chào đón võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Oze, Oze Cường Nguyễn chúng ta rất chi là đẹp trai và đa tài và theo như tin đồn và rất yêu thích phe nữ. Xin chào đón anh Cường Nguyễn đẹp trai, chúng ta quay độ đẹp trai của anh là chính. Đấy, xin mời quý vị. Wow, wow. Cường Nguyễn chúng ta trên màn ảnh quốc tế và trên màn ảnh thế giới. Wow, 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 wow. Kiểu mốt 21 chúng ta, kiểu mốt 21 của chúng ta.